Rồi, hello anh em. Bây giờ tiếp tục mình sẽ quay clip lên cho anh em xem nha. Clip hôm nay là hàng chuẩn bị đi. Hôm nay đi năm độc nha anh em. Hàng hôm nay thứ hai đầu tuần xe lấy chậm, chắc có thể chiều xe nó mới nhận hàng nha anh em. Chiều là hàng mới đi được. Một cục chiếc áp, hàng chiếc áp nè. Đó, gói kỹ lưỡng nha. Chiếc áp gửi về Tây Ninh. Chiếc áp công tắc 200k bao ship nha anh em, chuyển khoản trước. Một bộ về chiếc áp á. Đây âm ly của chị Hanh. Đó, hàng đóng kỹ lưỡng hết à. Đây cái lo nha. Còn ở đây là của anh Nhật Điền. Âm ly Jaguar luôn. Và một cái âm ly thùng lo gửi về Đồng Tháp đây. Đó, hàng chuẩn bị đi anh em. Đó, anh em nào cứ cần gì cứ liên hệ mình, có hàng sẽ up lên kênh à. Còn đây là một con âm ly Adrian XG, khách đặt bây giờ em test lại và chuẩn bị ship về thành phố cho khách quen anh Nam Phú Quốc nha. Anh Nam Phú Quốc nhưng mà hiện tại về thành phố rồi, bây giờ anh mới nhận hàng. Con này anh đặt cả tháng trời rồi, anh em mới lấy gần cả tháng rồi các bạn, ba tuần lễ rồi. Đó, test máy nha, máy xài rất là chuẩn bài. Tình trạng con này là zin hết, volume zin luôn nha anh em. Đây test cái tiếng mic nè. Đây tiếng mic nha. Mic ngon lành hết nha anh em. Đi đăng ít giờ hàng karaoke má la luôn. Còn ở đây âm ly về số lượng lớn đó, hàng chuẩn bị lên sóng nha, cập nhật liên tục. Ở đây mới về được cặp lo thủng nữa nha anh em. Lo này là lo hiệu Yamaha nha. Đó, lo cây. Rồi háo lưới ra cho anh em xem nè. Lo bass 25, bass đôi 25, cao 1,5 m nè. Đó, tình trạng là lo zin chép đứt chép nha anh em, đứt một cây là hai con chép bị đứt. Đó, lo này là 5 đường tiếng, cực kỳ nặng. Đó, thì nếu mà ngon là anh em sẽ quay lên. Hàng này là hàng thủng nha, cao lắm. Rồi, và ở đây âm ly 16 sò hàng. Đó, hàng này là đang vệ sinh, kiểm tra chiếc áp máy 16 hàng lớn, 16 hàng nhỏ. Đó, hàng thủng anh em, có bluetooth luôn. Hàng này để vệ sinh sạch sẽ, test ngon lành sẽ lên clip 16 hàng nha. Đây mới về được một cái lo bottom. Lo này là lo đánh đờn guitar đờn nghe anh em. Đó, một đường tiếng à. Âm ly hùng lo. Hùng lo này 8 sò. Mic đó, micro không dây. Bộ mic này giờ không có cục nguồn. Đó, có hai tay mic đủ đồ luôn nhưng mà không có cục nguồn. Tăng phô Kali. Hàng Kali tăng phô tròn, tăng phô xíu nha. Cục này bán 250k, anh em nào cần liên hệ mình. Đó, nguồn ra nè, 036 nè, 36 đôi, 17 đôi. Đó, cục Kali nha anh em. Đó, anh em độ chế thì cần liên hệ mình. Cục này zin xài tốt. Đó, nguồn đôi 36, nguồn đôi 17. Ghép cho âm ly, độ chế cho âm ly 8 sò, 12 sò. Đó, hàng tủ giờ nha, hàng này giao lái nha anh em. Giao lái, còn hàng nào mà nói chung hàng một số giao lái, một số dọn lại. Đó, đây về đó. Rồi,
Rồi anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Rồi có sản phẩm gì mới em sẽ cập nhật lên cho anh em xem. Rồi nhớ đăng ký kênh, like cho em mạnh đi. Đó, có sản phẩm về hàng âm thanh gia đình bình dân chất lượng cao. Đó, hàng cũ giá phải chăng không nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.